video ghi lại một cảnh lũ quét kinh hoàng ở bên Trung Quốc sau một cơn bão lớn, thì lượng nước mưa rất là nhiều ở các vùng núi của các tỉnh Trung Quốc đã đổ dồn về, khiến cho một trận lũ quét kinh hoàng đổ xuống giữa các thung lũng, dãy núi. Với sức chảy của dòng nước rất là khủng khiếp, cơn lũ đã cuốn trôi đất đá trên các sườn đồi và xuyên qua những cái khu vực dòng sông qua các thành phố. Như chúng ta thấy thì các cầu của Trung Quốc được xây dựng rất là chắc chắn và có kè hai bên bờ sông. Mặc dù lũ rất là mạnh, nước cuồn cuộn, nhưng hầu như không ảnh hưởng đến các công trình. Có một số thuyền bè, những cái ngôi nhà tạm ven sông thì sẽ bị nước cuốn trôi, bị gây hư hại. Tuy nhiên về cơ bản thì thấy Trung Quốc xây dựng khá là tốt, công trình cũng tạm ổn, không ảnh hưởng thiệt hại nặng nề như ở Việt Nam mình. Sau mỗi trận lũ xuống thì các nhà cửa của người dân ở Việt Nam khá là sơ sài tạm bợ, cho nên dễ bị cơn lũ làm hư hại và cuốn trôi. Video ghi lại một cảnh lũ